Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với Minecraft Map. Hôm nay mình sẽ chơi một cái map cực kỳ hay luôn, bởi vì mấy hôm nay mình chán đời quá cho nên mình phải tìm cách để tự tử thôi. A hi hi. Thì mình là một chú gà đấy, thì mình tự viết cốt truyện cho mình luôn. Mình là một chú gà thì do mình quá đẹp trai cho nên là mình đã quyết định tìm ra rất nhiều cách để mình chết. Thì bây giờ mình sẽ chết như thế nào thì các bạn sẽ cùng đến với cái map mang tên là 50 cách 50 way to die, 50 cách để Vũ Lít chết vì quá đẹp trai. Ok, thì hello và cảm ơn bạn đã tải cái 50 bước để chết này. Thì cái map này là một cái map rất là hay và cảm ơn các bạn đã chơi nhá. Nếu các bạn mà thích thì các bạn đừng quên thông đít tôi, và nếu các bạn không thích thì phải tắt mây đi ạ. Mây tắt nhá, nó kêu tắt mây đi. Keep inventory, không được keep inventory. Map này do Crab Diamond đấy. Thì nếu các bạn thích thì đừng quên subscribe cho bạn Crab Diamond nhá. Mặc dù mình không biết bạn là bạn nào, mình chỉ trái trên kia thôi. Ok, cái channel này là channel của Vũ Lít. Ok, thì ấn vào đây để bắt đầu này. Ấn đây để xem nhiều cái thông tin về của Crab Diamond đây. Đây là cái thông tin của bạn Crab Diamond. Không biết là có già hơn mình không, nhưng mà quan trọng với là mấy hôm nay mình cảm thấy tự nhiên là hôm nay mình lại đẹp trai hơn mọi ngày, cho nên mình quyết định là mình sẽ đi chết. Và cách chết thì có rất nhiều chết. Đây là cách chết đầu tiên của mình. Mình phải làm gì với những quả TNT đây? Trên người mình thì không có một cái level 1 LOL. Chắc là ấn vào đây đây. Chắc là cách chết dễ nhất. À mình biết rồi, mình sẽ đập mấy cái này ra. Xin chào tất cả mọi người. Mình sẽ làm một căn nhà đấy. Hello các bạn, đây là nhà của mình. Và no. Đùng. Ok, mình đã chết. Và đây là cái cách chết đầu tiên của mình, thật là gọn gàng và sạch sẽ đúng không nào. Đây là cách chết thứ hai, chết bằng redstone. Vâng, thưa các bạn đấy, redstone là một cái nghề gọi là cực kỳ không phải là sở trường của mình, cho nên là các bạn cứ yên tâm là mình rất là gà redstone đi. Mình sẽ bắt đầu làm một cái gì đó liên quan đến redstone đây. Ok, chắc là mình phải làm một cái máy đây. Trời ơi, làm mấy cái máy này khó lắm. Vũ Lít thì chịu thôi, nhưng mà có một cách làm máy cực kỳ dễ, nó chính là không phải để cái này. Mình sẽ để làm redstone, một cái máy làm redstone cực kỳ đơn giản luôn, đó chính là để đây. Và mình sẽ bỏ cái đống này vào. Và mình sẽ đứng ở đây để nó bắn mình chết. Đó. Mình phải chết nhanh lên. Nó bắn có một cái rồi. Mình tưởng nó phải bắn liên tục chứ. Vậy là chắc mình phải để rất là nhiều máy phân phát đây đúng không nhỉ? Mình không hiểu lắm. Đây, mình sẽ để ở đây và lấy một nửa ở đây lên kia. Mình đã để chế độ gì nhỉ? Tùy chọn bình thường. Mình sẽ chạy một tí để cho nó hết kia đó. Cái này redstone này nhiều người ta biết, người ta làm một số cái cách cực kỳ hay luôn, riêng mình thì mình không biết cho nên là mình lại nhặt là mình lại bỏ vào. Đấy, nhặt rác bỏ vào thùng. Giết tôi đi. Ok. Giết em đi. Đây là cách gọi là những người dùng redstone đơn giản là để tìm cách để chết nhá. Riêng mình thì mình sẽ dùng cách đấy bởi vì mình không có pro về redstone. Nếu mình pro redstone thì mình đã làm những ngôi nhà đá đỏ rồi. Ok. Ôi dồi ôi, đẹp trai quá, chết rồi. Đây là màn thứ ba. Thôi thôi. Thôi chết rồi, cái này pha thuốc thì chịu đấy. Được, mình sẽ cố gắng pha một số loại thuốc, mình dù mình không biết là chắc là pha một số loại thuốc liên quan đến mắt nhện thì đầu tiên là mình phải làm một ít cái bình thủy tinh đã. Đó, mình phải làm một ít bình thủy tinh để mình làm thuốc. Đấy, do đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để pha chế thuốc độc nhá. Mình không biết pha chế thuốc thế nào mới khổ chứ. Mình chỉ có từng đây nước thôi sao á. Rồi bây giờ mình sẽ pha chế thuốc. Đầu tiên là mình cần phải cho một ít cái pha thuốc này làm nào thì lâu quá mình không pha rồi. Chắc mắt nhện nhỉ. Mắt nhện không chạy à? Hình như đầu tiên phải cho cái gì vào cơ? Cho cái gì vào trước thì nó mới bắt đầu chạy. Rồi mình sẽ cho từng thứ một vào xem thứ gì nó chạy trước nha. Cá nóc không chạy luôn. Bột đá phát sáng không chạy luôn. Dưa hấu như mình phải cho cái kem dung nham vào đây sao ấy. Đó. Rồi mình cho mắt nhện vào nhỉ. Mắt nhện thì thường nó sẽ cho thuốc độc với các bạn ạ. Mình nghĩ là mặc dù mình không giỏi về pha chế, nhưng mà mình nghĩ là mấy cái mắt nhện hay là mấy cái gì mà đây như mấy cái này này, hình như là phải làm thuốc vụng về hay thuốc gì trước ấy. Đó, trước đó mình đã chỉnh điểm hồi sinh rồi đó, fuck. Ok. Cái gì đây? Poison thuốc độc. Bây giờ mình không biết làm thuốc độc như nào ta. Ôi đừng có uống. Rồi. Mình không có hệ uống nào đờ hợi. Mắt nhện được lên men. Cái này có chạy không ta? Cái này không chạy nè.
không chạy thì mình phải cho, chắc là cho biếu địa ngục xuống trước này. Thuốc nhàm chán rồi, mình không biết pha thuốc rồi, từ bây giờ mình phải thử từng cái một để xem nó thế nào, chứ nãy giờ mình làm được phải cái thuốc nhàm chán rồi, khổ vãi. Ok, mình sẽ uống hết thuốc nhàm chán nhá. Thuốc nhàm chán này, bao giờ mình mới chơi được hết 60 cả 50 cái chết đây, trời ơi khó lắm. Đối với mọi người thì dễ thôi, nhưng đối với Vũ Lít thì đây là một cái thuốc vụng về nè. Thuốc vụng về sau đó mình bỏ mắt nhện vào, đúng không? Đó. Mình phải nhớ từng cái công thức một. Nếu mà nó mà ra thuốc độc ấy thì mình sẽ, nếu mà ra thuốc độc thì mình sẽ cho thêm một cái thuốc cực kỳ độc nữa, mình sẽ cho thêm cái đá phát sáng, đá phát sáng vào để nó gọi là tăng cái hiệu ứng của cái độc ấy lên. Tuyệt vời. Ok. Đúng không ta? Mắt nhện đúng không nhỉ? Đây rồi, thuốc độc ấy, xong mình sẽ bỏ thêm cái này vào. Đó, nó sẽ tăng hiệu ứng lên. Tính ra mình cũng biết chế tạo phết đấy nhỉ, cũng không phải đến nỗi cùi lắm. Yeah, các bạn đừng quên like và share video để ủng hộ cho mình, để mình có động lực để làm thêm những cái video khác nhá. Mình sẽ là cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu như các bạn ủng hộ cho mình nhé, mạnh mẽ đấy. Mình rất là vui các bạn ạ. Ok rồi, mình sẽ lấy mấy chai nước còn lại. Chai nước, mình sẽ lấy mấy cái chai nước là mình để mốt có đi hại người khác nữa. Đâu phải là chỉ hại mỗi bản thân đâu, mình phải đi hại người khác nữa, mình là người người xấu mà. Mình phải đi hại nhiều người lên. Ok, bây giờ giới thiệu các bạn đây thuốc độc. Chết rồi. Chết rồi. Hình như một chai không đủ để chết đâu. Mình uống thử để test thôi chứ một chai không chết được đâu. Chết luôn à? Shit. Nhưng mà uống cái này nó độc rồi, nó không 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 kia nữa là sao nhỉ? Hình như nó vừa mình cho mắt nhện hay là cái mắt kia nhỉ? Uống vào không chết được thì sao nhỉ? Hay mình phải nhảy xuống tự tử ta? Từ từ đợi, mình phải chế thêm mấy cái nữa để mình chết. Cái chết thôi. Tôi đẹp trai quá nhưng mà nó không cho tôi chết. Bây tôi phải làm thế nào để được tôi được chết đây? Trời ơi, tôi muốn chết quá mà nó không cho tôi chết. 50 cách cơ các bạn ơi. Chắc là chơi cái map này chắc phải chơi hết 1 tiếng mới mới chết được 50 lần vì đẹp trai 50 tập. Thực độc rồi. Không chết được. Đợi. Mình có nên bỏ cái gì vào không ta? Bỏ cái nóc vào. Nó không chết được thì sao? Cái này không chết được thì làm nào để chết rồi nhỉ? Mình đã uống quá nhiều thuốc độc rồi mà nó không cho mình chết. Chắc là phải có cái thuốc gì nữa nữa nó độc hơn nữa nhỉ? Đúng không ta? Nếu không thì uống thuốc độc này vào nó vô nghĩa vậy. Mình đang bị độc này. Thì nó nói chung nó kêu tập này chết vì độc mà mình ăn nhiều độc quá mình không chết. Để mình thử cái phương pháp cuối cùng để xem nó ra cái thuốc gì nào. Thuốc độc rồi nhá, uống thuốc độc mà không chết thì đời xuất siêu độc là 1 phút 30 giây này. Rồi thế vậy mình sẽ mình phải dùng lệnh kill rồi. Xóa đi mọi người nhá, nhưng mà thuốc đây là thuốc độc, thuốc đây là thuốc không độc à? Cái dương à, cái re. Rồi bây giờ mình biết làm gì với cái này rồi đó. Mình sẽ chết vì cái từ mình đầu tiên mình cần chạy một tí đã. Cái re này chắc là để nó rơi vào người đấy. Hồi trước mình có chơi một cái map mang tên là 30 cách để chết vì hơi đẹp trai thôi. Bây giờ 50 cách để chết vì quá đẹp trai, cho nên là mình cần phải chạy một tí. Ê, trên kia có TNT kìa. Có cả TNT vàng à? À không, cái lăng trụ biển các bạn ạ. Đây mình đang cố gắng chạy để cho nó không hồi máu được á, chứ đây mình sẽ cho nó rơi ở từ mức độ cao nhất. À, thốn đấy. Nhưng mà nó hồi máu được cho nên là mình đang cố gắng để cho nó rơi ở độ cao hơn nữa để chắc là không cần đâu. Rồi xong. 3 cách hay 4 cách gì đấy. Cách này là cái gì đây? Violet, cái này chỉ cần rơi đây là chết rồi. Mình đang hoàn thành được bao nhiêu cách thì mình cũng chả nhớ nữa. Nói chung là chơi bao giờ mới xong rồi. Đây lại một cách nữa đây. Đi mining to nether là đi xuống địa ngục á. Đỡ hỡi, xuống địa ngục làm gì? Xem có gì đây nào. À chắc là đi xuống địa ngục còn nhảy cũng chết đây. Mình nghĩ là thế. Bây giờ mình có một ít mình cần phải làm một cái cúp gỗ rồi mình đào than á. Đào than xong đào sắt, đào đá chứ xong đào than, đào sắt rồi kim cương. Cái cách này nó hơi bị mệt đấy nhá. Tôi không không thích cái cách này lắm, nhưng mà do gọi là đây là chỗ mà người ta khuyến cáo cho nên phải chơi thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đào một ít ít đá, rồi chúng ta sẽ đào một ít đây, một ít sắt à.
Ô, hình như mình hơi sai lầm một tí rồi. Hình như mình hơi sai, vậy là mình thiếu gỗ rồi. Mình thiếu gỗ hay sao đấy nhở? Thế vậy từ từ, vậy người ta cho mình thiếu gỗ à? Từ từ đợi mình tính thế nào. Mình cần phải có cúc kim cương thì mình mới đào được cái này. Mà hiện tại là mình đang thiếu gỗ này. Không biết là gần đây nó có gỗ không. À đúng rồi, mình còn đủ mà. Mình sẽ đun cái đống sắt từ lên đã. Từ mình đào than. Mình cứ tính nó sai sai, ai ngờ mình vẫn đúng. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái cúp sắt để mình đào kim cương. Mình đào một ít than đi rồi. Nó hơi bị mệt ở cái map này, cái muốn chết nó cũng mệt nữa. Muốn chết nó cũng khổ đấy các bạn ạ, không phải muốn chết là dễ nhá. Muốn chết cũng mệt lắm cơ, chứ không phải là thích là chết đâu. Đấy. Đây mình muốn chết là mình phải tìm cách để mình chết chứ đâu phải là muốn là chết được ngay đâu. Đó. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đào ba cái cục kim cương nữa rồi sau đó mình xuống dưới địa ngục để tự tử. Trời ơi, muốn chết cũng mệt thế ta. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên rồi. Mình ok rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái cúp sắt rồi sau đó làm một cái cúp kim cương. Đấy, nó bắt mình làm từng loại cúp một. Đây là trò chơi giới thiệu về cúp. Thưa các bạn, đây là trò chơi giới thiệu về cúp. Đấy, mình sẽ mài cái đống kim cương này rồi mình sẽ làm một cái cúp kim cương nữa. Đó. Cúp kim cương đó. Ok. Thì cái người sáng tạo map này cũng khá là bắt người chơi phải khổ đấy. Đào mấy cái cục này mệt lắm, mặc dù đào bằng kim cương luôn á nhưng mà cũng khá là mệt. Đào cần đào 10 10 cục, 11 12 cục gì đó. Mình sẽ đào cái ở ngoài ra để lấy cái bộ khung để làm cho nhanh. Chưa, nếu mà mình đào hết ra mình xây lại nó cũng hơi mệt, cho nên là mình cứ kiểu như là mình đào một lượt luôn đi. Xong mình xây cái thác, xây cái này. Lâu quá mình không chơi cho nên mình cũng chả nhớ cách để mà gọi là tạo cổng địa ngục luôn. Thôi, có khi nào quên mất cách chế tạo cổng địa ngục rồi không trời. Thì hình như nó để cho mình cái khuôn này này, mình cứ làm theo cái khuôn này mình đi xuống mình chết thôi. Đấy. Muốn chết cũng khổ lắm. Chết cũng phải gọi là đầu tư bạn hiểu không? Chết cũng cần mất thời gian chứ không phải là muốn chết là chết được đâu. Đó, vì thế mà anh em hãy gọi là cân nhắc trước khi chết. Tôi muốn chết mà ông trời không cho tôi chết đây nè. Tôi buồn về lù nè. Ok, mình cần 14 cái hắc diện thạch cơ. Mà đào thế này thì cũng hơi mệt. Đó, rồi 6 cái rồi, cố lên. Ráng lên, mình sẽ đào hai bên này để cái giữa lại nhá. Để cái giữa lại để có gì làm cổng luôn. À, ok. Không mình sẽ đào như này. Đó và đây, mình sẽ để lại 1 2 1 2. Lẽ ra mình không lên đào mấy cái, lẽ ra mình không lên phá mấy kia. Không biết nó có ra được cổng địa ngục không đây. Rồi chắc đủ rồi đấy. Mình sẽ tiết kiệm nhất có thể để làm cái cổng địa ngục nhé, chứ làm mà cứ kiểu như là đấy, mình sẽ tiết kiệm nhất có thể. Mình sẽ tiết kiệm nhất có thể là tiết kiệm như nào bây giờ ta? Ba đúng không? Cần ba, vậy là mình sẽ để như này. Tăng 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 tăng. Đấy. Thưa các bạn, đây là cái cổng địa ngục. Cổng địa ngục xàm xí nhất từ trước đến nay. Ok. Rồi mình sẽ đi xuống địa ngục. Bye bye thế giới, tôi đi xuống địa ngục đây. Đây là cái chết à? Không biết là dưới địa ngục này nó có phải là một cái chỗ đầy dung nham hay không, chứ mình nghĩ là đúng vậy đấy. Rồi, mai tu địa ngục thì chắc là xuống đây để chết thôi chứ. Nhảy vào đây mà chết nhỉ? Ok, bye bye cuộc sống nhá. Rồi, chắc là chết như vậy đấy. Rồi, đây là cách tiếp theo. Enderpear. Cái gì? Nó kêu là chơi với file full là sao? Mình sẽ chết bằng cái Enderpear này. Được. Mình sẽ... Ủa, cái này biến như nào ta? Đây. Ok. Mình trước giờ mình rất là quý mấy cái NP cho nên là mình không muốn muốn chết bằng muốn chơi bằng cái chết bạch ua. Trời ơi. Thằng này nó biết mình cúi bạch ua sao? Trời ơi. Thôi anh nghe. Anh biết em cúi bạch ua đúng không? Anh còn bắt em chơi bạch ua nữa thì em cũng lạnh anh luôn. Chơi như nào ta? Bạch ua ở đây đúng không? Ủa như nào nữa nhỉ? Luôn đây à? Cua đến chết ở chỗ nào? Đợi nãy giờ mình... Ôi! Chết, nhảy từ trên kia xuống chết à? Vậy nhảy từ chỗ quái này sẽ được nhỉ? Mình sợ nó hồi máu thôi.
Go back to normal mode. Cái vừa nãy thì tập sớm nó kêu là mình nên chơi ở chế độ ấy, fight full ấy là chế độ dễ, nhưng mà mình nghĩ là chế độ dễ thì cũng không, hay là chế độ bình thường thì cũng thế, chết kiểu gì cũng ném xong chết thôi chứ. Ôi mình bách ua gà lắm các bạn ơi. Nó bắt mình chơi bách ua rồi ơi. Nó chưa bắt bắt cua. Mình chưa bao giờ trước giờ mình chơi chả khi nào mình chơi mấy cái map bách ua đó cho nên là đậu phụ. Cái bách ua là mình gà quá thôi mình sẽ bố mình tức. Không mình không chơi không không có ý chơi bẩn đâu nhưng mà mình phải ua lâu lắm, chết lâu lắm. Level 9 have a fun. Have a fun là sao? Chắc là dưới đây nó sẽ ui chết lâu lắm. Từ tôi sẽ lách qua bên đây để tôi chết cho nhanh hơn. Chưa chứ nếu mà cứ chết theo kiểu mà đợi cái tơ nhện nó bốn xuống như đầm lầy thì cũng lâu lắm. Vì thế mình sẽ cố gắng lách qua bên kia để có gì chết cho nó dễ. Kiểu gì cũng rơi giờ voi thôi. Cái phần mà cái phần tầm sớm hay là cái phần bách u ấy, mình xin lỗi là mình chết nó hơi bị kêu một tí nhá, nhưng mà chết mà cũng gọi kỹ năng thì mình cũng không cần đâu. Mình đang muốn chết mà bắt mình xài kỹ năng để chết nữa. Chết thì dùng trí thông minh để chết được rồi, chết lại bắt xài kỹ năng để chết nữa tôi cũng mệt lắm. Ok rời xa thế giới rồi. Have a fun. Bye bye các anh nhá, em đi đây. Em rời xa thế giới đấy, em đi chết đây. Không biết là nãy giờ mình chơi được bao nhiêu cách rồi đây. Ok hồi sinh. Rồi cách này là water dùng nước là chết à? Rồi chắc cái cách này chắc là mình nghĩ là mình biết. 1 2 3 4 chắc là thế này đấy chứ cần gì nữa nhỉ? Sau đó mình sẽ no no tự bóp dái rồi, cứu cứu em. Đấy cách này chết nó khá là dễ đôi. Có vài cách chết cực kỳ dễ luôn, có mấy cách chết mà như kiểu là nó đòi hỏi kỹ năng quá mình không có chơi nhá, như kiểu là bắt phải giết rồng xong rồi chết thì tôi cũng không chơi mấy cách đấy. Mấy cái đấy không phải là cái phong cách của Vũ Lít. Bởi vì Vũ Lít không thích chết bởi kỹ năng, bởi vì chết vì đẹp trai thôi chứ đâu phải là chết vì một số cái thứ nguy hiểm à, thế vì đẳng cấp đâu, cho nên là cứ chết bừa đi. Ok, rồi xong. Cách này gì đây? Vũ Lít đã chết đuối. Cách này là chết cách gì đây? Đây là crafting skill. Đấy lại bắt đầu skill nữa đấy. Cái này là làm xe mỏ đúng không ta? Nếu như mình không nhớ không nhầm thì đây, mình sẽ để cái xe mỏ ở đây luôn. Không rõ lắm. À, chuẩn con ngựa rồi. Ok, chắc là chết bằng cách đấy nhỉ? Mình nghĩ là thế. Nhưng mà chết cũng hơi bị tục tí rồi. Nãy giờ mình qua được bao nhiêu màn rồi ta? Chicky. Mình không chưa rõ. À chắc là ở đây nó sẽ có cái mở cửa gì đây. Sẽ có cái đĩa nhạc gì ở đây, đỡ hỡi. Ôi. Trời ơi nó bắt mình phải phải nối thế kia à. Hình như nó bắt mình phải nối tới cái này, tới cái chỗ này hay sao á. À. Nối như nào ta? Nối làm sao tới được nhỉ? Có liên quan đến cái đĩa nhạc không ta? Mình có đập được cái này không nhỉ? Mình đã không biết cách để nối cái này như nào đây. Chắc là đây 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 đây. Không nối được nhỉ? Phải nối như thế nào nhỉ? Cái hộp chơi nhạc nó có liên quan gì không nhỉ? Không biết là cái này nó có nối vào cái hộp chơi nhạc được không? Làm sao để mở cửa anh nhé? Bắt đầu bí rồi đấy. Ba. Mình như kiểu nó thiếu thiếu một miếng hay sao á? Cái này mình không biết. Không tới nó thiếu một 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 mức. Để mình xem có mức nào gần nhất không nào. 1 2 3 4. Cách này chắc là mình thua rồi. Thôi, cái này mình không qua được nhá, mình xin lỗi, mình không qua được, mình thua đây.
Không biết làm nào mở cửa đây. Cái này nó quá mới lạ mình cho nên mình xin phép là mình thua. Cái gì đấy? Cái gì chết bằng bức tranh á? Chết bằng tranh thì chết như nào? Chắc đây sẽ có một chỗ để đi ra đây, mình nghĩ là vậy. Chắc nó có một lối thoát cho mình đây nhỉ? Chết vợ đấy. Biết ngay mà. Trời, nó cũng phải cố gắng làm ra một cái tơ nhện đây để mình chết nó lâu hơn nữa. Tôi cũng khô lời luôn. Ấn ship cho nhanh à? Ship cũng không nhanh à? Ấn control cho nhanh à? Trời ơi, chết cũng mệt quá, chết cũng mất thời gian ghê luôn đấy. Tôi cũng khô lời. Rồi, đi qua đây. Hãy cho tôi được chết nhanh đi, tôi muốn chết nhanh cơ. Tôi không muốn chết một cách từ từ đâu. Chết từ từ là một cái chết cực kỳ lừ đừ. Và chết lừ đừ là một cái chết cực kỳ chán. Vẫn chưa ra à? Ok, bye bye. Chiu 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 chiu. Ok, bye bye. Rồi. Muốn chết cũng mệt nữa. Ơ, chết với con ngựa là sao ta? À, hiểu rồi, chắc là mình phải chinh phục con ngựa này hay sao nhỉ? Chết với con ngựa là chết như nào nhỉ? Mình nghĩ là mình nên thu phục nó trước, sau đó mình sẽ phi vào. À, đây rồi. Bắt nó xong nhảy lên đây à? Theo mình chưa? Nó đã theo mình chưa trời các bạn? Chưa thấy có dấu hiệu gì của việc nó sẽ theo mình. À đây rồi. Rồi tao cưỡi mày. Đi. Nhảy lên đây. Đấy đúng rồi. Đúng rồi, tao mày cùng chết. Ngựa và chủ cùng chết nhá. Ok, rồi cuối cùng mình chết, nó sống. Con ngựa khốn nạn. Ôi trời, nó chết kìa, nó vẫn còn sống. Trời ơi con ngựa, con khốn nạn. Nó còn sống, con tôi đã chết cái gì đấy? Đợi hỏi cái gì này? Cái chết này là chó. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Cái chết này một cái chết cực kỳ khốn nạn và đau thương đây rồi. Úi dồi, nhiều chó quá. Mình sẽ cho ra rất nhiều chó đấy. Hu hu, cái chết bởi gì? Các bạn chuẩn bị nhìn cái cảnh mà Vũ Lít bị hàng triệu con chó, 1.000 con chó xé xác. Rồi Vũ Lít chuẩn bị 1.000 con chó xé xác. Trời ơi. Trời ơi. Vũ Lít chuẩn bị. No 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 no. Rồi xong, bị 1.000 con chó xẻ thịt. Ok, cách lửa, chết bằng lửa chắc là dễ. Có gì đốt ở đây ta? Ừ, chúng nó vẫn ở đâu? Cô đọc lên đây mình nghe tiếng chó nó gâu gâu lên đây. Rồi, chết bằng lửa là cái chết cực kỳ dễ dàng. Rồi, 1.000 con chó cắn xé xác. Ghê vãi. Tập này sẽ có tựa đề là Vũ Lít bị 1.000 con chó xé xác. Rồi, cách chết bằng lửa khá là dễ. Ơ, sao bây giờ nó chuyển đổi cách để đi này? Cái gì này? Melon Man. Chắc là ấn vào đây gì đây? Ơ! Trời, Vũ Lít đã bị giết bởi Melon Man. Melon Man. Thôi, mình không nghĩ xấu đâu, mình hứa đấy. YouTuber. Chọn YouTuber. PewDiePie mình không thích. À, cũng thích nhưng mà không thích lắm. Popu MMO nè. Ông này không biết luôn đấy. Mình nè, mình chọn mình à? Hay là mình chọn mình ta? Đây là cái thằng sáng tạo map này. Đây là Dan TDM cũng thích. Đây là Captain Spiker Mark Kimler. Thằng Mark, ông Mark Kimler mình, Mark Kimler mình rất là thích nhá. Nhưng mà thôi mình sẽ chết bởi mình đi. Ok, mình đã tự giết. Và cái này là giết bởi cây á. Là sao ta? Chắc là có gì đó trong cái cây đây. Rồi đây rồi, chắc là như thế rồi. Nếu mình nghĩ không nhầm thì ở dưới cây này mình sẽ nhảy lên đây và mình chết đúng không nhỉ? Không biết mình có tổ lái qua bên kia được không ta? Chết bởi cây thì sao nhỉ? Không hiểu lắm, không biết là có liên quan đến TNT ở đây không. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tổ lái qua bên đây để vẫn chết. Ok. Nó chết bằng xương rồng. Chết bằng xương rồng là cái chết cực kỳ màu hồng. Và Vũ Lít thì rất là thích màu hồng cho nên là xương rồng với tao yêu mày, ôm nhau đi.
Trời ơi, xương rồng trong đít tôi. Trời ơi, tay tôi dính xương rồng. Trời ơi, chân tôi dính xương hồng. Trời ơi, con cu của tôi dính xương rồi. Xong, vĩnh biệt thế giới. Ok, nãy giờ mình bạn đã bị đâm chích đến chết như kiểu nghiện ma túy hay sao? Chết bằng cát. Cát đâu fuck? Cát đâu? À đây. Nhưng phá mấy cái này ra thì cát thế giới đầu mình và mình sẽ chết. Hay đấy. Thì như là vậy, mình nghĩ là thế. Tao chưa chết, tao chưa chết nhá. Và bây giờ tao mới chết thế này. Cứu. Tao muốn chết. Cho tao vào tao chết đi. Tao nãy tao xin lỗi, tao muốn chết mà. Tao nãy tao đùa đấy, tao muốn chết thật đấy. Cho tao chết với. Ok, sao nó đẩy tôi ra? Tao muốn chết thật mà. Đợi. Nó không cho tôi chết các cậu ơi. Làm nào được chết đây? Đây, phá lại. Từ từ vậy là. Đéo nhở? Nó không muốn mình chết hay sao ấy? Ok. Đúng rồi, chết rồi. À phải phá cái tấm bảng ra mới chết được. Khá là hay. Đôi khi mình cũng ngu thật. Đấy là mình tự nhận mình ngu nhá, không cần các bạn chửi. Bởi vì khi nào các bạn cũng chửi mình ngu hết á, cho nên mình cũng không gì, không có ý kiến gì nữa. Ui chết bởi vàng à. Cấp 22 rồi nè. Bù đi. Bù đi à, bù đít đê. Bù đê rờ là cái gì nhỉ? Chắc trong đây nó trong đây có gì nữa. Mình sẽ đi vào đây xem nó có gì ở trong nữa. Không có đường ra, mình nghĩ là có. Đây, biết ngay mà. Cái chết của tôi. Ok, ui rồi. Khổ thân vãi. Chắc là cái này là Creeper. Sinh ra 64 con Creeper. Dễ dàng ấy nhỉ. Food chết bởi thức ăn thối à? The fuck. À cái này chỉnh đói nè. Cứu thôi, tôi vẫn muốn sống. Tôi muốn níu lại sự sống. Thôi thôi không cứu được lại rồi. Không bị đói à? Nhưng mà chết này không chết được đâu. Mình nghĩ là không chết được đâu. Nếu như bị đói này thì chắc là không chết được. Ôi, cứu tôi với. Tôi đói quá. Tôi không có gì ăn hết. Xung quanh tôi chỉ có thịt zombie thôi. Tôi không muốn ăn thịt zombie bởi vì tôi không muốn trở thành một cái giống loài trong nó. Tôi không muốn chết. Nhật ký ngày thứ nhất, tôi đã ăn một chút thịt zombie và cơ thể tôi đã bắt đầu cảm thấy nao nao ở trong người. Tôi bắt đầu muốn chết nhưng mà tôi không thể chết được. Và không biết là tôi có chết được hay không đây. Khi mà tôi đang bị đói nhưng mà tôi có 62 miếng thịt zombie nhưng tôi không ăn bởi vì đây là tôi đang tìm cách chết mà cho nên tôi ăn làm cái quái gì. Trời ơi, cứu tôi. Cứu. À nhầm nhầm, hãy để tôi chết, hãy để tôi chết, đừng cứu tôi. Tôi muốn chết, hãy để tôi chết đi. Sao mà lâu thế này? Đây là màn thứ mấy nhỉ? Mới có 24 màn thôi, còn một nửa thôi. Còn một nửa số màn nữa. Nãy giờ mình mới đi được một nửa thôi các bạn ơi. Là khổ. Hãy để tôi chết. Tôi muốn chết thật mà. Tôi muốn chết thật đó, hãy để tôi chết đi. Chết nè, chết đi. Ok, tôi sẽ chết ngay bây giờ đây. Không chết được. Cái này chắc phải dùng lệnh kill rồi. Thôi không dùng lệnh nữa, mình sẽ nhảy xuống. Thì đấy chính là cách để chết nhá. Chắc chắn rồi. Nhưng mỗi tội nó không cho chết thôi. Mấy cách mà pha thuốc đói với thuốc độc cái này là nó không cho chết. Y cái gì này? Chắc là đi vào đây nhỉ. Ui. What the fuck? Cái chết khá là hay. Chết khá là gọn. Crowden. Stone. Mình ghét mấy cái này ghê luôn đấy. Lại ba cái redstone à? Mày đùa không à? À rồi mình sẽ phá này ra được không? Redstone. Chết thế nào nhỉ? Từ từ nữa. Bỏ nước vào đây là như nào đó ta? Cái xô này thì làm ăn được cái gì ta?
Mình không hiểu cái chết của mấy cái này, có nó có ba cái redstone nên mình trời ạ, mình ngu vãi. Đôi khi mình thấy mình ngu vật vã luôn. Mình để sát đây cái nó nổ cái mình chết cụ rồi. Chết không ta? Đấy. Trời, có một số cái chết cực kỳ đơn giản mà mới nãy giờ mình không nghĩ ra. Cái chết này là cái chết lại xuống địa ngục chết tiếp à? Ok thôi. Nãy giờ mình đã chết ở địa ngục một lần rồi, bây giờ lại thêm một lần nữa nó cũng không có gì là quá là to tát cả. Chỗ này mình vừa chết này, ô mình nhặt lại đồ. Đồ đã mất của tôi. Ok. Nhưng mà lại chết thì nhặt đồ nó cũng như không nữa cậu ơi. Ok. Hello. Chắc đổi cái gì, đổi đây cái chết đây. Xiềng sắt đỡ hỡi. Đổi đồ để chết à? Mình không hiểu lắm. À rồi bây giờ mình phải phải đổi lấy cái xẻng để mình đào xuống kia mình chết. Trời ơi, chết thì cũng phải khổ vậy sao? Hello mày, tao sẽ đổi 5 6 cục lục bảo của tao, tao sẽ đổi lấy cái xẻng sắt này. He he cái thằng cha mày, tao chết đây. Bye bye mày nha, rất làng. He 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 đồ chó. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi chết tôi rồi. Màn thứ bao nhiêu? Ô, cái gì đấy? Lại phải leo lên. Màn này là màn chết chết. Màn 29 là màn chết chết. Hello mấy chúng mày. Ê, tao sẽ thả hết chúng mày ra. Ok, ra nhiều lên. Tao yêu chúng mày. I love you. Chịch 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 chịch. Con gì tím tím, con tím tím là con mới à? Rồi, cứu, cứu tội. Ê. Rồi, lại chết lần nữa. Giận Ender. Trời ơi, mình là chó hay sao nó giận mình. Cannonball. Cannonball. Chắc là leo đây nhỉ? Tôi xong cho mình nhảy xuống cho nhanh đi nhỉ? Lại liên quan đến Bách U hả? Hay là cái gì đây? Là sao ta? Nãy giờ mình nhảy lên đây chắc là mình không hiểu lắm mấy cái chuyện này. Nhưng mà thôi chắc là cho nổ đi. Mình sẽ chết vì vụ nổ nó sẽ tuyệt vời hơn đúng không? Ha. Chết nè. Ok. Chắc nó cho mình nhảy xuống hay sao á? Piston 31. À chết là có piston này. Piston này đọc có piston vãi cả mình. Đây, ok, giới thiệu các bạn đây là một cái chết cực kỳ ngọt ngào. Mới chết đến từ Piston. Ok. Ok. Mình sẽ riêng với mấy cái redstone này thì Vũ Lít là quá là cùi bắp luôn cho nên là không có gì để nói. Mình sẽ để cái đây đây. Nó không chạy à? Hình như là cái này phải để bằng cái này hay sao á? Đó, hình như phải để như thế nó mới chạy hay sao á? Nó mới không 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 đẩy à? Đấy không ta? Cái đậu phộng Vũ Lít Két Phít Tông. Mình có nên để cái này cho dễ không ta? Mình không biết sử dụng piston các bạn ơi, mình gà quá. Từ mình sẽ để ở đây xem có đẩy không nó chỉ đẩy tới đây thôi, vậy là mình sẽ để một cái piston ở đây. Đấy các bạn thấy chưa? Đôi khi mà gà con nó cũng là cái tội ấy. Nhưng mà có chết đâu, nó chỉ đẩy mình vào thôi chứ mình không chết được. À nó rút mấy cái này ra rồi như nào nữa, cái chết này khó quá ta. Rồi tôi sẽ chết cái này đi cho nhanh, cái này hại não quá. Nên tôi chọn cách chết nhanh hơn, khổ thân tôi vãi. Ok, màn này là màn nãy giờ mình chơi bẩn mấy lần đấy. À gọi mấy con quỷ lửa ra giết. Hello xuống ngoài. Giết tao đi. Giết tao đi. Ok. Cung. Cung. Chắc cái này lại bắn lên rời đây. Đây chắc là cách cách giết này chắc thì bắn rời đây. Đấy. Nhanh lên, hết máu nhanh lên. Băng. Bắn càng cao thì mất càng nhiều máu thì vậy. Mình thấy nãy giờ bắn cũng chỉ mất còn nửa thôi. Băng. Băng. Đừng có hồi máu nữa, con lợn sữa này. Băng. Rồi tôi đang cố gắng chết, tôi đang chết theo cách của Robin Hood các bạn ạ. Thanh thanh cầm cung tự bắn.
tự bóp dái. Tôi sao tôi không đập đập cái thủy tinh tôi chạy ra tôi chết cho nó dễ nhỉ? Tại sao tôi phải làm như thế nhỉ? Nghe tiếng lửa cháy, không biết nó cháy chỗ nào. Ok. Tôi sắp chết rồi, tôi sắp hoàn thành được ý nguyện của tôi rồi, tôi sắp được lên thiên đường vì quá đẹp trai rồi. Không biết là tôi đẹp trai thế này tôi lên thiên đường hay là tôi xuống địa ngục đây. Mọi chuyện tôi vẫn không thể rõ được. Nhưng mà tôi hy vọng là tôi sẽ được lên thiên đường bởi vì tôi quá đẹp trai rồi. Tạm biệt tôi. Rồi, bye bye tôi nhá. Ok. Cái thuyền. Rồi, có nước niếc ở đây không? Yeah, đi vui vẻ. Cái gì đây? No, no, khi nào tôi chết? No, tôi chết nhanh đây. Chết kiểu kia lâu lắm. Ê, sao tôi om này? Ôi, tôi đang ở đâu này? Thiên đàng hay địa ngục đây? No, tôi lại chết rồi. Ý, cái quái này đây. Nó không ghi Smile into Nava. Ôi, lại một cái chết đổi kỹ năng ở đây. Vâng, và các bạn biết đấy, những cái chết đổi kỹ năng là không phải là những cái chết của Vũ Linh. Sao mà chết, cũng bắt tôi xài kỹ năng này. À, sấm chớp à? Ok. Sấm chớp, hello, sấm chớp. Sấm chớp đâu? Thay lỗi game à? Sấm chớp đâu? Thôi cốt lỗi rồi, thằng này chơi cốt lỗi rồi. Không có sấm chớp. Thôi mình sẽ summon gì à? Summon Lai đúng không nhỉ? Đấy, mình sẽ tự sấm chớp tự chết luôn chứ. Chứ cái này lỗi này, map lỗi rồi. Đấy, đây là cái cách chết của cái phần này. Chẳng qua là cái câu lệnh nó bị lỗi thôi. Ok. Bốc cháy chết cái gì này? À, cái này tự mò đường để đến chỗ chết đây. Mình phải tự mò đường để đi đến cái chỗ để chết. Muốn chết cũng mệt lắm. Đó, rồi tạm biệt nhá. Ê, ok, tạm biệt tất cả mọi người. Tôi đi đây. Tôi lại chết thêm một lần nữa rồi. Nãy giờ tôi chết không biết bao nhiêu lần rồi. À, chết mới chết có bao nhiêu lần? 3 7 lần nhảy. Piu. Ui, cái gì á? Wow. Em mình sẽ nhảy qua những cái chỗ khác. Chết cụ luôn. Khổ vãi. À, mình cứ tưởng mình sẽ nhảy qua được những cái lobby khác. Rồi lại zombie Pikmin. Bọn zombie Pikmin này nó sâu xé mình nhưng mà mình cũng không sợ bằng mấy 1000 con chó sói. Ê, rồi xong. Quá là đơn giản luôn. Đừng có nói cái này chết vì rồng nhá. Hay là đừng có nói bắt đánh rồng xong cái kia nhá. En. Đợi en đấy, bắt tới đợi en đấy. Lấy hắc diện thạch làm quái đi, cứ lấy đi. Tớ đợi en là chết rồi. Thế là mày rồng. Tôi nhảy anh đây chết cho nhanh như nhỉ, tội quái rồi kia. Bye bye thế giới nhá. Ok, hồi sinh. Và đây là cách chết Minecraft Story Mod á. Soren Engard. Mà à, đây là những cái thằng nhân vật ở trong trong story mode đây. Evo. Thằng này chết bởi cung này. Thằng này có thằng nào chết được cách nào nhận? Thằng này đã đỏ là thằng Egat là con đã thằng đã đỏ đúng không? Thằng Magus là TNT. Thằng này chết bởi thằng này là cái chết tuyệt vời nhất. Chết bởi Gabel. Thằng Gabel là chỉ là thằng làm lửa thôi. Gabel là huyền thoại đấy các ông ơi. Các ông ơi, Gabel là huyền thoại đó. Họ chết bằng TNT là cái chết tuyệt vời nhất. Đùng. Ok. Ôi, nó nổ kìa, vẫn kịp nhìn nó nổ luôn. Hello mày. Đan tí đi em. Đi nào. Mình chưa hiểu cách đi lắm. Nhưng mà hello đan tí đi em. À từ từ. Mình muốn quay xem ông này đổi gì đây. Ngọc lục bảo. Cuốn sách được phù phép. Ừ. Tưởng cái gì ấy. Đừng có nói chết ở trên đây trước luôn nhá. Mình chưa muốn chết ở trên đây đâu. Đấy, từ từ đi, đi ngược lại được ngại. Để đi ra ngoài kia xem nó sẽ dẫn đi đâu nào. Chắc là cũng đi ra ngoài thế giới thôi. Nhưng mà thôi, chết đúng cách một tí đi. Chết sai cách ngại lắm. Ok, bye bye. Ô, xe mỏ, đợi tao. Đợi tao, xe mỏ. Tao chết trước mày à, xe mỏ. Rồi, mình chết trước cái xe mỏ luôn. Khổ vãi. Popu Mmo. Popu Mmo cũng chết theo cách của Dan TDM à. Ok thôi. Chúng ta chỉ có một cách chết thôi.
Bye bye anh em nhá, bye bye con cá nhá, bye bye cái cuốc nhá, bye bye. Ok, một cảm giác rất là Zomot vẫn chưa đi hết à? Tôi vẫn chưa chết các cậu ơi. Tôi vẫn cần chỗ. Trời ơi, mày bỏ tao lại rồi. No. Trời ơi, cái xe mó nó bỏ tôi lại, không sao hết. Chỗ nào đấy? Sao bây giờ nó cho mình chết mấy cái cách chết bằng xe mó này? Úi giời, úi giời. Ê, ê, tôi muốn đi. Đưa đâu, đưa tôi đi đâu này? Chiu. Tôi đang đi đâu? Ô, tăng tốc, tăng tốc. Chết rồi. Ơ. Tôi vẫn còn sống nè. Nhưng mà tôi đang muốn chết cho nên tôi đi chết luôn. Ở dưới đây có gì nè? Ơ, lẽ ra phải rơi đúng vào cái đấy hay sao ấy? Mình rơi lệch rồi. Chắc là phải rơi ở đấy sao? Ui, cái nút nhiều nút này. Lại phai bứt tầm đây. Phải tìm đúng một cái nút thì mình mới được chết. Trời ơi, tao muốn chết mà mày phải bắt tao tìm cách để chết nữa. Tao khổ quá cơ. Mãi cho tao cái chết nó đơn giản nhất thôi. Cái chết là đơn giản, nhẹ nhàng, tình cảm và sâu đậm đấy. Trời ơi, bắt tao tìm cái nút để tao chết. Tao buồn hết sức cả. Ok, cho tao chết đi. Cái nút nào? Bây giờ ấn hết nút rồi, sao vẫn chưa chết? Ôi đấy. Ok. Đây là cái chết gọi là hồi hộp nhất. Người Ender, rận Ender thôi, cho rận Ender giết đi. Người Ender bị... À, con này có rận Ender đấy à? Mình bị người Ender giết nhiều rồi, cho nên bây giờ rận Ender giết đi. Wow, 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 chúng mày hổ báo có trồn mãi. Con giận này đánh nó chết nó có già cái kia nhỉ? Cái gì nhỉ? Tiếng gì nhỉ? Giận này chết vì mấy cái này rồi. Lại chết vì mấy cái... Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là... Sỏi. Con người sỏi đá. Chết em đi. Tôi không thấy gì hết, tôi không di chuyển được luôn. No, cứu tôi với. À quên quên, tôi đang muốn chết cho nên là đừng cứu. Anh em ai ở gần nghe thấy tiếng kêu cũng đừng cứu nha. Tôi đang muốn chết mà. Ôi, bye bye, tôi đã chết thêm lần nữa rồi. Đây là 48 mob. No, tất cả lại mob mạnh nhất hả? Trời ơi, cứu, cứu. Ôi, tôi đánh nhau. Chưa đánh nhau, giết tao này, đừng có đánh nhau rồi. Đúng rồi, phải giết tao chứ sao đánh nhau, cái gì này. Rồi, cái chết này là cái chết cực kỳ kinh tởm đây. Cái chết gọi ra cái con The Wizard. Ok, hello mày. Lâu quá không gặp. Tao nhớ tao từng giết mày mấy lần rồi không? Đồ con gà. Tao táp mày luôn, tao táp mày luôn. Tao táp mày luôn. Tao tát. Nó nổ cái mình chết rồi. Cái gì thế này? Oh. Oh yeah. Đây rồi, oh yeah. Oh yeah là có điểm rồi. Chết lần thứ bao nhiêu đây? Sao 50 rồi ta? Con quy giờ đang tìm cho mình nhá. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, hoàn thành rồi à? Oh yeah. Xong rồi. Oh, mình đã win map rồi. Mình đã được phần thưởng đấy các bạn ơi. Ok, và mình đã kết thúc 50 cái chết. Và nếu như là hơi thiếu sao nhỉ? Mình thấy như là từ ba mấy phát nhảy 50 là sao? Đúng ta, hình như là thiếu mạng, thiếu cái sau ấy. Không sao, nhưng mà không sao, mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình. What the fuck? Thì nếu các bạn thích những cái series map của mình thì các bạn đừng quên like và share video để ủng hộ mình nhá. Đó share động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn đó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Mình chết thêm lần nữa đây. Bye bye. Hi 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 hi. Yeah.